Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuy nước ta đã kiểm soát chặt chẽ được dịch bệnh, nhưng hậu quả của dịch bệnh vẫn còn ở phía sau. Nền kinh tế bị suy thoái nghiêm trọng, GDP ở mức thấp nhất trong 10 năm gần đây. Để có phục hồi lại thì không thể chỉ trong ngày 1, ngày 2. Nhưng trong những ngày dịch bệnh vẫn còn nhiều người còn đang loay hoay, thì có một số con giáp đã vượt qua một cách ngoạn mục, đón thần tài đến và tiền tài tràn về đầy nhà, tiêu ba đời không hết. Và không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa để tìm hiểu xem đó là con giáp nào, thì kênh Phong thủy Gia Cát xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Đầu tiên là tuổi Dần. Người tuổi Dần là người năng động và thú vị, họ là dấu hiệu thứ ba trong tử vi phương Đông. Người tuổi Dần phức tạp và khó đoán nhất trong 12 con giáp. Họ là người nhiệt tình, tốt bụng, hào phóng và vui nhộn. Họ cũng có thể là người độc lập, bốc đồng, vô ích và đôi khi là ích kỷ. Những người tuổi Hổ có lòng tự tôn rất mạnh, lúc nào họ cũng muốn người khác phải phục tùng mình. Họ là người thích tranh biện với người khác trong mọi tình huống và không bao giờ chịu thua bất cứ một ai. Muốn họ phải tin phục người khác thì là điều vô cùng khó khăn. Người tuổi Dần tượng trưng cho sự uy quyền và tính liều lĩnh, thích mạo hiểm, thích làm những việc động trời để khiến mọi người phải chú ý. Người tuổi Dần có tính tập trung cao, khi họ đã làm việc gì thì quên hết mọi thứ xung quanh và luôn đem hết tất cả sức lực và tinh thần mà hành sự. Nhưng chú Hổ rất thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng, học hỏi rất nhanh, có thể nắm bắt mọi thứ trong trước mắt. Họ có thể dễ dàng chuyển từ công việc này sang công việc khác cùng lúc. Trong suốt cuộc đời mình, người tuổi Dần đổi việc rất nhiều, họ thấy vui vẻ trong những vai trò khác nhau và làm tốt nhất khi phải gánh vác trách nhiệm trên vai. Quyết đoán và dũng cảm, người tuổi Dần chẳng bao giờ lùi bước trước thử thách. Nơi đâu có hiểm nguy khó vượt, người tuổi Dần sẽ lao vào. Khi người khác chùn chân, tìm lối khác, người tuổi Dần cũng vượt lên trên để đương đầu. Và khi không ai dám bảo vệ kẻ yếu, người bị áp bức, chà đạp, bị chối bỏ. Hổ với lòng quả cảm, không hề e dè hay sợ sệt, sẽ cầm chắc tay kiếm lao vào kẻ địch. Mang đầy tính nhân ái, Hổ dù mạnh mẽ nhưng trái tim luôn nồng cháy, cởi mở và chân thành. Trong năm 2020, dịch bệnh hầu như làm ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của nhiều người. Nhưng đối với người tuổi Dần thì khác, càng khó khăn, càng nguy hiểm thì càng hấp dẫn. Sau bao ngày vất vả khổ sở, ủ mưu tìm cách kiếm tiền thì cuối cùng người tuổi Dần cũng sẽ nhìn thấy được cơ hội để đổi đời, phát tài trong 2 tháng nữa, bất chấp dịch bệnh. Khi đến ngưỡng này, chẳng những bao xui xẻo xua tan, họa phá tài tan biến mà bản mệnh còn được cát tinh chờ mệnh, thu nhập theo đó mà tăng lên từng ngày. Thứ tài sẽ mang đến những cơ may bất ngờ mà chính con giáp này cũng không thể tưởng tượng. Bản mệnh chỉ cần nhanh tay nắm bắt thời cơ là có thể có được nguồn thu nhập khá lý tưởng. Trong 2 tháng tới, dịch bệnh có thể vẫn ảnh hưởng khá nhiều đến nền kinh tế, song con giáp này lại có góc nhìn của riêng mình. Bạn xem xét rất kỹ càng các hạng mục đầu tư mà mình quan tâm, đồng thời tìm hiểu thêm thông tin, xin ý kiến của người đi trước giàu kinh nghiệm trước khi đưa ra quyết sách cuối cùng. Đôi khi vận xui của người này lại thành vận may cho kẻ khác và những chú hổ đang cố gắng để nắm bắt lấy vận may ấy. Khi giành được cơ hội thì bạn quyết tiến lên, tài lộc ẩn tàng phía sau rồi cũng sẽ phải lộ diện, không thể thoát được bàn tay ma thuật của tuổi Dần. Thứ hai, tuổi Dậu. Người sinh năm Gà thường rất thông minh, họ có khả năng quan sát mọi thứ một cách bình tĩnh và đưa ra đánh giá khách quan. Họ có thói quen thu thập thông tin, kiểm tra và sau đó mới đưa ra hành động. Do sự lanh lợi và khả năng ghi nhớ tuyệt vời mà người tuổi Dậu có thể xử lý thông tin một cách nhanh chóng.
Nhờ trí thông minh này, những người sinh năm Dậu có thể đưa ra quyết định nhanh hơn những người khác trên một tâm thế hết sức bình tĩnh. Những người sinh năm Dậu là người rất ngăn nắp, đúng giờ và rất cầu toàn. Vì là người coi trọng tính kế hoạch nên họ thích mang theo mọi thứ cần được thực hiện một cách trơn tru theo quy tắc. Mọi thứ xung quanh họ lại rất gọn gàng và luôn nhớ trả lại những thứ đã lấy ra sử dụng vào chỗ cũ vốn có của nó. Họ rất coi trọng trong việc đúng giờ, thường đến trước giờ hẹn và mong muốn đối phương cũng làm được như vậy. Người tuổi Dậu ghét sự thiếu trách nhiệm cũng như những thứ mất thì giờ nên họ luôn nỗ lực để loại bỏ những điều này. Trong công việc, họ luôn làm một cách chỉn chu, nỗ lực đến cùng cho tới khi đạt được kết quả như mong đợi. Họ rất kỹ tính, chỉ cần thấy lăn tăn một điểm nhỏ là sẵn sàng làm đi, làm lại để cho ra sản phẩm cuối cùng. Tuổi Dậu có tính cách hòa đồng, ngay cả với những người gặp nhau lần đầu hoặc khác giới. Người sinh năm con gà có khả năng nói chuyện, kết bạn và xây dựng mối quan hệ một cách nhanh chóng. Do bản thân có sự tự tin cũng như nắm bắt được bầu không khí mà họ dễ dàng hòa nhập được vào với đội nhóm. Người tuổi Dậu có khả năng đối nhân xử thế rất tốt. Do khả năng xử lý công việc, khả năng giao tiếp tốt mà nhanh chóng hiểu được ý đối phương. Ngay cả với những người không quen biết họ cũng nhanh chóng xây dựng được lòng tin và ghi điểm với người đó. Từ đó mà phạm vi quen biết, mạng lưới quan hệ lại tăng lên. Không chỉ nói giỏi mà họ còn có khả năng lắng nghe, hiểu được ý của đối phương. Xem tử vi phương Đông, 2 năm gần đây, tuổi Dậu liên tiếp chịu ảnh hưởng của thái tuế nên vận trình khó có thể xem là lý tưởng. Thường thì chuyện xui nhiều mà may mắn thì chẳng là bao. Con đường kiếm tiền tràn đầy những khó khăn, gian nan trắc trở. Biết bao nhiêu trở ngại bày ra trước mắt khiến con giáp này không ít lần nản lòng. Tiền về nhà chẳng là bao mà tiền đội nón ra đi lại nhiều hơn. Song sau cơn mưa trời lại sáng, hãy cố gắng kiên nhẫn chờ đợi và giữ vững mục tiêu của mình. Bởi theo lịch vạn niên thì chỉ 2 tháng nữa thôi, bản mệnh sẽ có các tinh thiên giải nhập cục, tài vận đại phát. Bạn sẽ thấy vô số cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, nhất là hoạch tài nhiều không kể xiết. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc thì tất không thiếu tiền tiêu, thậm chí có những lúc tiền bạc ùn ùn đổ về khiến bạn cũng thấy chóng mặt, chẳng có sức mà đếm tiền. Song cũng đừng vì thế mà vội mừng, cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh. Cơ hội kiếm tiền có thể nhiều trong chốc lát, nhưng đó lại chẳng thấy đâu dù tìm kiếm mất thời gian. Thế nên khi có được cơ hội trong tay thì phải nắm bắt, đồng thời có kế hoạch tiết kiệm để có những khoản dự phòng khi sự cố bất ngờ xảy ra. Thứ ba, tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Tuổi Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, học tích trữ, dành dụ những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Tuổi Tỵ có tinh thần ham học hỏi, có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích, thói quen đọc sách báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người. Bởi vậy, tính cách của người tuổi Tỵ vẫn là một điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu. Tuổi Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn, dù có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Tuổi Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy, cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Con giáp này trời sinh đã có óc quan sát cực kỳ nhạy bén, có tầm nhìn xa trông rộng cùng những kiến giải độc đáo khiến cho những người xung quanh phải bất ngờ. Cũng chính nhờ thế mà bản mệnh có thể nhanh chóng phát hiện ra cơ hội để kiếm tiền chỉ trong nháy mắt, khi mà những người khác còn chưa kịp nhận ra. Tử vi năm 2020 cho thấy tuổi Tỵ chính là con giáp phát tài trong 2 tháng tới, bởi vận trình tài lộc của bản mệnh sẽ thăng tiến với mức độ chóng mặt. Tài lộc bùng nổ có khi chỉ trong chớp mắt, có được những thành công bước đầu làm lực đẩy, những bước tiến tiếp theo sau của con giáp này cũng mạnh mẽ không kém. Dường như có những lúc thần tài luôn ở bên con giáp này,
muốn kiếm bao nhiêu tiền là được bấy nhiêu. Hễ đụng vào thứ gì là thứ đó trở thành vật kiếm tiền đáng giá. Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, nếu như những chú rắn giữ được đầu óc tỉnh táo, sáng suốt để nắm giữ cơ hội, thì chắc chắn rằng việc kiếm tiền chẳng hề khó khăn chút nào. Trở thành đại gia cũng chỉ cách một bước chân, cuộc sống sung túc đủ đầy, không lo lắng thêm nhiều nữa. Sau khi xem tổng quan tử vi trong 2 tháng tới thì bạn có thể thấy được tuổi Tỵ, Dậu, Dần dù gặp khá nhiều may mắn trong tháng, mọi việc đều hanh thông, nhưng trong cái may vẫn có cái rủi. Bạn hãy tận dụng cái may này và có thể bứt phá ngoạn mục hơn nữa sau những tháng ngày đen đủi và ảnh hưởng của dịch bệnh. Các chuyên gia phong thủy khuyên những người tuổi này nên đeo vật phẩm bát bảo tâm kinh hàng ngày để kích hoạt tài lộc và mang lại bình an cho bạn. Bên cạnh đó, vòng còn giúp bạn xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét khi bạn gặp may mắn và thành công trong tháng này. Đặc biệt, bát bảo tâm kinh còn hỗ trợ cho công việc của bản mệnh được hanh thông, thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến. Bát bảo tâm kinh có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là 8 pháp lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú, Umani Padme Hum. Mặt sau là bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên mang ý nghĩa cho sức sống mãnh liệt và sự thuần khiết. Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư dả và luôn bình an. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.